Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, thiếu sức khỏe, khó khăn trong sinh hoạt học tập và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm là những trở ngại mà những người khuyết tật luôn phải đối mặt. Mang trong mình những khiếm khuyết, thế nhưng bằng ý chí kiên cường, vợ chồng chị Lê Thị Bích Cho và anh Doanh Quốc Lực đã vượt qua rào cản để lan tỏa tình yêu, nghị lực sống của mình cho cuộc đời. Như một sự sắp đặt của số phận, hai vầng trăng khuyết đã gặp nhau và cùng viết nên câu chuyện cổ tích về tình yêu cùng nghị lực sống. Giờ đây, cả hai đã xây đắp cho mình một tổ ấm hạnh phúc cùng với một tiệm hoa xinh xắn với thu nhập hàng chục triệu đồng trên một tháng. Và chính vì điều này đã chứng minh rằng tình yêu là thứ tình cảm có thể vượt trên tất cả. Sinh ra là một người bình thường, thế nhưng đến năm 22 tuổi, sau một biến cố, chị Lê Thị Bích Cho bị liệt toàn thân. Mặc dù sốc, buồn và thất vọng rất nhiều, nhưng chị Cho luôn suy nghĩ mình không thể bỏ cuộc và không thể trở thành gánh nặng cho gia đình. Mình rất là mình sốc lắm. Từ người bình thường mà tất cả sinh hoạt của mình đều phải dựa cho người khác, tất cả mọi thứ. Nhưng mà rồi mình nghĩ thì cuộc sống này phải cố gắng lên, mình phải tự vươn lên, chứ còn không ai mà giúp cho mình được bằng chính mình. Thế là mình cố gắng, mình tập lấy trị liệu cũng hết 8 năm. Cũng giống như chị Cho, một tai nạn giao thông bất ngờ vào năm 15 tuổi đã khiến cho chàng thiếu niên đang căng tràn sức sống phải bó buộc cuộc đời mình trên chiếc xe lăn. Rồi họ gặp nhau, hai mảnh đời khiếm khuyết đã ghép lại với nhau thành một mảnh tròn. Công việc ban đầu của anh Lực là thợ kim hoàn cho một tiệm trang sức, chị Cho thì phụ việc ở một cửa tiệm bán hoa. Kinh tế của gia đình cũng không dư dả nhiều. Về sau, nhận thấy công việc bán hoa phù hợp với sức khỏe và yêu thích, thế nên anh chị đã học nghề và mở cho mình một tiệm hoa riêng. Có rất là nhiều khó khăn, tại vì bẩm sinh mà cái hình hoa này thì nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng nó không có đơn giản. Người bình thường làm cũng đã khó rồi. Thì mình với ông xã mình thì người khuyết tật, ông xã thì bị yếu hai chân, mình thì yếu tay này cũng chỉ tới đây thôi, tay này thì cũng chỉ cầm được thôi. Thì nó bị hạn chế về những cái sinh hoạt. Cho nên từ ban đầu mình làm rất là khó khăn. Cắm một cái hộp hay là một cái kệ hoa cũng rất là khó. Người ta làm chỉ trong 10-15 phút là xong, thì mình phải làm phải mấy tiếng đồng hồ trong thời gian đầu. Làm kiểu này không được thì mình làm kiểu khác để phải làm cho bằng được. Có khi một kệ hoa mình phải làm tới nửa đêm luôn mới xong được một kệ hoa. Nhưng mà rồi mình quyết tâm là mình cũng sẽ làm được. Thì mình khắc phục từ từ. Từ khi mở cửa hàng đến nay, cửa hàng hoa của anh chị rất được lòng của khách hàng. Mọi người tới ủng hộ vì cảm phục nghị lực của đôi vợ chồng này. Mỗi tháng cửa hàng hoa này mang lại số tiền lãi hơn chục triệu đồng, cũng như tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Mình thấy anh chị rất chi là thương nhân viên và giúp đỡ cho mình rất nhiều trong công việc. Và mình thấy anh chị là người khuyết tật như vậy mà có thể đi cùng nhau và tạo dựng lên một giấc mơ như ngày hôm nay, thấy là anh chị rất chi là mạnh mẽ để là tiếp thêm nguồn động lực cho mình. Những ngày cận Tết, những người đến tiệm hoa của anh chị cũng đông lên rất nhiều. Đặc thù của công việc bán hoa là bán xuyên Tết, vì vậy từ lúc mở tiệm hoa đến nay đã 3 năm rồi, vợ chồng chị không ăn Tết. Thế nhưng việc mang đến những sắc hoa tô điểm thêm cho mùa xuân của mọi nhà đã là niềm vui của anh chị. Có khi mình nhìn lại còn thấy giữa cầm mình, không ngờ mình cũng có làm được những điều mà mình nghĩ là không thể. Thì nếu mà qua chương trình này, mình cũng các bạn là hãy cứ làm đi, nếu có đam mê mình cứ làm, hoặc là những gì mình coi là không thể thì mình cứ làm đi, rồi nó cũng sẽ có thể. Nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, nhưng mà người ta nói cái khó sau đó cái khôn. Cách này mình làm không được, mình sẽ làm cách khác. Khi nào mà quá lắm nó không được thì hãy ngừng. Trong năm mới, anh chị cũng chỉ mong ước cho tiệm hoa của mình được phát triển hơn để tạo việc làm cho nhiều người. Bước ra khỏi tiệm hoa của anh chị, nhưng nụ cười, ánh mắt, hạnh phúc của đôi vợ chồng ấy vẫn in sâu trong tâm trí chúng tôi. Trong ánh mắt ấy chứa chan niềm hy vọng, khát khao mãnh liệt về một tương lai tươi sáng, hạnh phúc trọn đầy.